Kính bạch sư, con có người khuyên con nên buông thì cuộc sống của mình sẽ tự khắc thuận tiện và phước Phật sẽ trổ quả. Có nghĩa là cứ để mặc mọi thứ, sống không có hoạch định cho ngày mai, không tính toán ngày mai làm gì, ăn gì có đúng không ạ? Con là Phật tử, hàng ngày đi làm có kế hoạch kinh doanh để đảm bảo sự phát triển của công ty. Quý vị hiểu sai cái ý nghĩa. Cái buông đối với người cư sĩ á, nó không có giống cái buông đối với người tu sĩ, tức là cái người xuất gia. Buông của đời sống tại gia nó không giống buông với đời sống xuất gia. Buông đời sống tại gia là sao? Những mối quan hệ mà nó khiến cho mình ràng buộc á, mình buông đó. Buông ở đây á, nghĩa là mình không có ái luyến, mình không có dính mắc. Xin lấy ví dụ nha. Bây giờ mình có đứa con thì mình phải có trách nhiệm mình nuôi nó, cho nó ăn, cho nó học, chăm sóc sức khỏe cho nó, đó là trách nhiệm. Nhưng mà nếu như mà nó có cái vấn đề gì, mình không vì cái đó mà mình buồn, mà nếu như mà nó được cái gì mà không vì cái đó mà mình vui, tức là cái trách nhiệm tôi thì tôi làm thôi, chứ còn tôi không có cái sự dính mắc, không có vui theo người ta và không có buồn theo người ta. Đó là như vậy, đó là cái trách nhiệm. Nó khác với cái người xuất gia. Hoặc là cái công ty của mình á, có trách nhiệm, tức là mình có trách nhiệm với sự vận hành công ty. Nhưng mà khi kinh doanh mà thua lỗ, mình không có buồn. Mà kinh doanh mà nó được cái gì đó, mình cũng không có vui. Tại mục đích của mình á, vận hành á, như là Bồ Tát á, Ngài khi mà Ngài làm ăn á, cái mục đích của Ngài là gì? Để nuôi cha nuôi mẹ thôi, chứ không, cũng không phải là để hưởng thụ cá nhân. Thì đó là sự không dính mắc đối với công việc. Rồi sự không dính mắc đối với các cái tài sản cá nhân đó là gì? Đó là cần ăn thì vẫn cứ ăn, cần uống thì vẫn cứ uống, cần ngủ thì vẫn cứ ngủ. Nhưng mà có cái nào thì xài cái đó. Không vì việc mình ăn dở mà mình buồn, không ăn thiếu mà mình buồn, không vì cái việc mình được ăn sung mặc sướng mà mình vui. Đó là cái sự bình đạm, cái buông đó. Tức là mình không dính mắc với những thứ mình sử dụng. Tóm lại, nó có ba cái buông này. Một là buông bỏ sự dính mắc đối với người. Hai là buông bỏ sự dính mắc đối với vật. Và ba, buông bỏ sự dính mắc đối với công việc. Trách nhiệm thì vẫn làm, nhưng mà mình không có sự dính mắc đối với nó. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.